Welcome to a new episode of Here Actually. We are right now in the center of Vietnam. We are in Vinh, a small city in the middle of Vietnam, in the center right now. We are right now at the plaza over here. You can see this man over here is Ho Chi Minh. People in Vietnam call him Bac Ho. He was the one who was actually fighting against the colonialism back then. In the 1940s, against the French colonization. Also, he was very important in the Vietnam War against the American, actually. People over here love them, so they witness him, a Ho statue over here. Also, you can see over here a lot of Vietnamese flags and also some Soviet flags, because over here, in this part, especially in the center, in the north, they are very into communism, actually. Still today, Vietnam is trading a lot with countries like America and other democratic countries, but they still remain a communism country over here. We are now going to explore this city center over here and see what this small, lovely city has to offer. Join me now. Let's go, people. Let's check out the store over here with the nice music over here. Xin chào anh. It's like the typical hats over here. You have one, the army hat, and you have one, like the typical field worker hat. So you have those two types of hats, actually. And also you have some sick Wiener House music over here, actually. I think it's a small souvenir shop over here. Must be the coolest place in the whole city center, I think. Let's see if we can get ourselves a hat like this. Okay, doesn't seem like that. But the music is nice. Chị ơi, cho em hỏi cái gì được không? Chị, cái mũ này em mua mũ này ở đâu được cơ? Ở trên bên chợ à? Đây à? Chợ hàng à? Rồi, ok, xin chào em. Okay, so she said I'm gonna get myself a hat over here on the street market. I can either get something like a pawn hat like this, or I can get myself a soldier hat. Let's actually check out what's better for me over here. Yeah, I think we are entering the market over here. Let's pull out the magic hand so the people actually see us, and then we are just like waving them to the side, you know? Just like this. Waving them to the side. Other side, magic hand also. Just like this. You show them. Most important thing is never to stop, actually. You always wave them like this, you know? So they see. He's also doing like this, right? So just wave your magic hand. We both using our magic hand, and that's it, you know? This is the magic hand over here. Okay, we are entering the market right now. Very interesting. A big karaoke place over here. Some local fruits actually over here. Very nice so far. Local food, some fresh fish over here, some roasted barbecue fish. Oh, xin lỗi chị ạ. Okay. Who's stepping to my toe? Ah, look, over here everywhere some fresh fish, some fresh chicken over here actually. Very interesting. Well, okay. See if we can get a local hat somewhere over here. Ah, some local flowers over here. Hello, xin chào chị. Gì à chị? Không, mình đang tìm một cái mũ. Mũ đội. Ah, okay. No flowers today. Doesn't seem so amazed that I don't buy flowers, actually. Let's see if where we can get a local hat. Oh, wow, guys, look at this small street over here. Let's see over here, actually. Wow, have to really watch for your step, actually. Oi, okay. There's even some motorbikes inside here. Wow, very nice. Wow, guys, entering the local area over here. Oh, let's have a check inside over here, actually. Doesn't even look more local. Oh, okay. Okay, seems like people are closing soon over here. Wow, a local Vietnamese market once again. Also smells like a local Vietnamese market over here, actually. Oi. Oh. You cannot imagine the smell over here. It's very sticky and sweaty inside here.
seems like we are entering the clothing area over here. You can get yourself a pawn hat like this, for example. I'm gonna get myself a soldier hat, actually. Let's see. Well, xin chào chị khỏe không? Hôm nay khỏe à? Rồi. Chị biết em mua một cái mũ bộ đội ở đâu được không? Mũ bộ đội. Đúng rồi, soldier, mũ bộ đội kiểu là đi đánh nhau, bộ đội bắn nhau. Của gì đấy, của Việt Nam đấy. Không, nhưng mà ghê, để mình cũng đi xe máy được. Mũ xe máy bộ đội. Gọi là gì hả chị? Actually, my Vietnamese over here is not that good because they speak another accent. So yeah, it's a little bit an other accent over here. Oh look, there are some people dancing over here. Very interesting. Wonder what they are doing over here. Ah, it seems like a workout. Xin chào, đang tập thể dục ở đây à? Tập thể dục ở đây à? À, tập thể dục ở đây à? À, đây làm kiểu đây đúng không? It seems like they are over here. Very interesting. Okay, nice. Okay. Em đi vào. Ok. Very interesting. Hay, hay, đúng không? Nhẹ như thế hay. Ok guys, still looking for a hat over here actually. Ở đây à? Ở đây anh nào. À, này của bạn là nữ đấy. Đây nhá. Mua đôi nữa. Mua đôi này còn có bốn nữa. Ah, ok. Seems interesting. I think we might found something over here actually. Something like that but in green actually. À, chị ơi, cho em xem cái mũ xanh này được không? Màu xanh này, mũ bộ đội đây. Rồi rồi, bộ đội, đúng rồi. Cho em thử một cái nhá. À, cái này là mũ cũng đi xe máy được không? Hay là cái này chỉ mũ... Mũ đội đi làm, đi nắng thôi, còn đi xe máy không vẫn phải. Xe máy không được à? Không, đi xe máy chỉ không. À, phải cái đây, để em thử nhá. Ok guys, something like this. Để mình xem ở đây nhá. Cái này mình đeo kiểu nào, không có cái gì cho cổ à? Cứ đeo đầu thôi là này à? Đâu rồi? Đây à? Bắt rồng thì mở cái này ra xem thì chất rồng. Nice, what do you think guys? I think it looks good. Chị bán mũ này khoảng bao nhiêu đồng? Chị có kiểu khác nữa không? Cái này kiểu khác à? Cái này rẻ, cái này cái gì đắt? Cái này đắt. Cái này đắt hơn. Em thử cái này nhá. Oh, guys, even better quality over here, actually. Bên này à? Bên này à? Mình xem ở ảnh nhé. Guys, what do you think? Shall we get one? I think my grandpa used to fight against the Americans with this hat over here, I think. Chị bán mũ xịt này bao nhiêu đồng? 200. Bảy chục. 70.000. Chị làm giá cho em tốt được không? 50.000. Quả này 50.000 được không? 60.000. 50.000. Lấy luôn nhá. Em cho chị 50.000 đây nhá. Rồi, xin cảm ơn chị nhá. Rồi. Okay guys, we got ourselves a new hat over here actually. Chị buộc cho em lại được không? Buộc cho em cái cổ này được không? Không buộc được nữa. Không đợi, không cần phải đài quái xuống, nó để đi. Có cho mà thế. Để đi cho đẹp. Thế đẹp à? Ừ. Rồi. Nhưng mà cái này trong cái này phải bỏ ra mà. Không, bỏ ra mố, cái chộp quần đi chứ. Cái này. À, sao cái đấy không được bỏ ra? Không được bỏ ra để. Trời ơi. Tưởng cái đấy bỏ ra trông như này hơi đều hả? Không. Không sao. Không đều. Không đều. Okay guys, we got ourselves a new hat. I hope it's going to hold like this. Actually. Ngược à? Đây à? Đúng rồi. Ah, okay. Seems like the helmet my grandpa used. Đẹp trai rồi hả? Ah, thank you. Đẹp trai, nước nào? Đẹp trai à? Nước nào? Của nước Đức. Đức à? Đức. Dạ vâng. Guys, we got ourselves a new helmet. Đẹp rồi. Okay. Mình đi du lịch ở đây. Đúng mà. Không. Bố mẹ là người Việt. Bố mẹ là người Việt, đúng rồi. Em là người Đức. Đúng rồi. Nhưng mà sinh ra ở bên Đức. Đúng rồi. Không phải là lái mà người Việt. Rồi. Hay.
Ok, xin cảm ơn chị nhá. Vâng, rồi. Guys, we got ourselves a new helmet. Now let's actually check out the market once again, what we can find over here. So yeah, let's go. Xin chào. Xin chào. Ôi. Xin chào. Nice. Wow, it's a little bit dark inside here actually. Ah, okay. Nice people. Yeah, let's go. Well, I don't know. Let's get back into the main road over here and check out what they have over here. It's my buddy over here. Xin chào anh. Giống nhau, mũ cũng giống nhau đúng không? Mà mũ của anh xịn hơn à? Mũ của anh xịn hơn của mũ của em. Yeah, guys, now we got ourselves a new hat, actually. Now we can explore. Now I'm looking like a real local. No one can actually guess that I'm not local anymore. Now I'm real local, actually. Like the other man over here, I'm a local man right now. Ah, you can even have some jewelry over here, actually. Let's check out this jewelry place over here. Have some nice jewelry, some fresh meat over here. Even got some fresh, I think it's a bubble tea or something like that, actually. Ah, xin chào. Xin chào. Xin chào các chị. Xin chào. Dạ. Biết nói tiếng Việt mà. Rồi, 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 rồi. À, dạ. Gì? Ê, thế là tiền Nhật Bản à? Em không phải người Bản đâu mà. Người đâu? Người Đức, người Đức. À, người Đức à? Người Đức, dạ vâng. Lực Thọ à? Đi Thọ là gì? Lực Thọ. Lực Thọ là gì? Lực Thọ à, huyện Lực Thọ à? Đức Châu Âu. À, Lực Châu Âu à? Đức Châu Âu. À, đúng mà, bố mẹ là người Việt mà. Đúng rồi. Rồi, 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 rồi. Okay, guys, let's go on, actually. Let's go, bye-bye. Bye-bye, xin chào. Xin chào. Okay, nice. Okay, let's go, people. Wow. Wow, guys, damn. The fresh butchery over here, fresh meat, actually. Interesting. I think it used to be a pig, I think. Hello, xin chào. Xin chào. Thịt này, thịt tươi, đúng không? Ngon. Thịt tươi, nó bán cả thịt tươi đây. So you have like fresh meat over here, actually. It used to be a pig, I think, here. You can even have the pig head over here. Warning, very graphic. Very, very graphic. Damn. Xin chào chị ạ. Cái này gì? Chị bán gì? Lợn. Lông lợn. Lông lợn. Ah. Nice. And some fresh garlic over here. Very nice. Wow. Fresh street clothes. Xin chào anh ạ. Good. Guys, okay, very interesting. Oh, I see some fresh chicken over here. Xin chào. Rồi. Rồi. I wonder if they know that I'm not local, actually, because they are looking so curious. Do they know that I'm not local? Wow, guys. See, it's busy all around here, actually. We are entering the nighttime right now. Wow. Well, I think that's it actually over here. I'm not really sure if there is anything more over here. I think we shall go back or something, figure out what else we can do over here actually. Very interesting. Xin chào. Chị hôm nay khỏe không? Chị khỏe hôm nay không? Khỏe. Khỏe à? Chị đang làm gì đi làm đây à? Mua hàng. Gì à chị? Gì mua hàng? Mua hàng. À mua rau thơm. Rau mới. Rau mới để ăn. À, để ăn. À. Hay. Quê người Đức nào đấy? Người Đức. Người Đức của châu Âu. Đúng rồi. Đẹp trai hả? Em đang đi du lịch ở đây, đang đi khắp Việt Nam cơ. Mai kia em xuống Đà Nẵng nữa. Em đi tiếp nhá. Xin chào nhá. Hai chị. Rồi. Okay guys, let's go on actually. Small chat with the locals over here. I think they know that I'm not local. I don't know why, but they think I'm not local here. I don't know why actually. Oh, some fresh pineapples over here, very nice. Xin chào chị. Some coconuts over here. Fresh coconuts. I think you pay like $1 for fresh coconut over here. Very, very nice actually. Oh. Hey, hi. Hey, tập thể dục à? Đây tập thể dục à? Hi, hi. Tập thể dục đấy à? Seems like a lot of people are doing some workouts over here. Hi, hi. Vâng. I think the city here, they love to do some aerobic or something like this, some workouts.
like Pamela Rife, you know, very very interesting. Many people, they are standing like this and do some workouts. I think it's a good alternate to into a gym over here. Here, the fresh, you can even have some fresh cocks over here if you into fresh cocks. Very interesting, yeah. I think I get myself something to drink actually, like a fresh Fanta or something like that. Need something, a fresh soda, actually. Yeah. Look, there are even some local street foods over here. Very interesting. Looks like some fresh sesame balls. Very nice. Very interesting. Xin chào. Ah, nice. You even have some sweet potato, some more sweet balls over here, if you're into balls. I think I get myself a small refreshment over here, actually. Xin chào chị. Chị bán coca ở đây không? Có cho em xin một coca thoáng nhá. Chào anh ạ. Hello. Một mũ bộ đội như em à? Hey, two soldiers over here, actually. Oh, để mình làm như này, lần nữa. Hay kiểu đấy, hay đúng không anh ạ? À? Rồi. Việt Nam ấy chứ. Rồi, người Việt Kiều. À, là đâu ai đấy? Của Đức. Đức à? Đức ở của Đức. Mình đang đi du lịch ở đây. À. Đi du lịch một tháng khắp Việt Nam cơ, từ Hà Nội xuống Sài Gòn. Thế hay cơ. Live stream cho bên Đức thấy hả? Live stream đúng rồi, mình đánh lên vào YouTuber. À, YouTuber. Rồi, đây YouTuber. À? À đây, Coca. Chị bán khoảng bao nhiêu đồng? 10.000. Ok, đây để em cho 10.000 đây. Ok. Actually also fair prices over here, like 50 cents or only. Bên Đức bao nhiêu năm đó? Em là sinh ra ở bên Đức mà. À, sinh ra bên Đức. Nhưng mà bố mẹ là người Việt đúng rồi. Rồi đúng rồi. Rồi bây giờ em đi, không biết em chắc đi em đi vòng kia đúng không? Rồi. Ok. Xin cảm ơn anh nhá. Rồi em chào anh chị nhá. Ok, let's go people. Wow. Coke and cocks. That's what the market has to offer. Balls, cocks and coke. A very interesting market over here. I think I found ourselves a small mall over here. Let's check out this mall actually over here. What we got to see over here eventually. So we got a lot of local coffees over here actually. What else do we got over here? Let's see. Oh, you got even a local Jollibee over here. The ones who are from the America or from the Philippines knows. You even got some German cosmetic over here. It says Balea. Very luxury brand in Germany, actually. Ah, okay. Seems like some local restaurants over here. Very interesting. A Korean restaurant. Korean buffet. Most of the time you see in Asia, you see these type of massage chairs over here. You know, if you have some back pain actually. You have the Tiny World over here, very interesting. Xin chào chị. And yeah, what else do we got over here? A lot of restaurants and coffees over here actually, so far. Well, let's get upstairs. Maybe they got something different over here, upstairs. Okay, some more Korean restaurants over here, some more Hong Kong restaurants. I think it's a mall exactly for food and coffee, actually. Nothing else. I don't know. Most of them are very empty, actually. Right now it's not the time. We have like 4 o'clock in the afternoon. Yeah, that's it, actually. Wow. What an interesting but also sad mall. I don't know. So, we are ending up this episode over here right now. Actually, there is nothing more to see over here. I think I need to get deeper inside the city center actually. But thank you very much for watching. See you next time, guys. Cheers.